こんにちは。ゴックです。アジサイ日本語センターで日本語を教えています。Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc, giáo viên của Trung tâm Nhật ngữ Ajisai. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Mình hy vọng với các video của mình, các bạn có thể hứng thú hơn trong việc học tiếng Nhật và học tiếng Nhật một cách hiệu quả hơn. Hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn về bảng chữ cái tiếng Nhật. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các loại chữ cái trong tiếng Nhật nhé. Trong tiếng Nhật thì có 3 loại chữ cái chính thống và 1 loại chữ cái không chính thống. Vậy các loại chữ cái đó là những loại chữ cái nào? Các loại chữ cái chính thống gồm: chữ thứ nhất là chữ hiragana hay còn gọi là chữ mềm. Chữ thứ hai là chữ katakana hay còn gọi là chữ cứng. Và chữ thứ ba là chữ kanji hay còn gọi là chữ Hán. Và một loại chữ cái không chính thống đó là chữ cái romaji hay còn gọi là chữ Latin. Chúng mình hãy cùng xem ví dụ sau đây nhé. Ví dụ này sẽ đọc là Watashi wa Vietnamese zin desu. Watashi wa Vietnamese zin desu. Như các bạn đã thấy ở trong ví dụ này, chữ hai chữ màu đỏ là chữ watashi và chữ zin là chữ kanji hay còn gọi là chữ Hán. Chữ màu xanh nước biển là chữ wa và chữ desu là chữ hiragana hay còn gọi là chữ mềm. Và chữ cuối cùng là chữ katakana là chữ Vietnamese, chữ màu xanh lá cây đấy ạ. Như vậy trong văn bản tiếng Nhật thì có thể cả 3 loại chữ cái, chữ hiragana, chữ katakana và chữ kanji đều xuất hiện. Thế nên khi học tiếng Nhật bạn phải nắm vững cả 3 loại chữ cái này. Vậy tại sao trong tiếng Nhật lại chia ra nhiều loại chữ cái như thế này? Chúng ta hãy đi tìm hiểu cách sử dụng và tác dụng của từng loại chữ cái nhé. Trước tiên là chữ hiragana hay còn gọi là chữ mềm. Các bạn có thể nhìn thấy đây tại sao nó lại gọi là chữ mềm. Bởi vì cách viết của nó khá là mềm mại. Thế nên người ta đã gọi là chữ mềm. Thì tác dụng của chữ hiragana như thế nào? Trước tiên, chữ hiragana có tác dụng biểu thị ngữ pháp. Ví dụ nó sẽ biểu thị các thời thì như thì quá khứ, thì hiện tại, thì tương lai, khẳng định, phủ định, vân vân. Chẳng hạn như chúng ta có từ ngủ, thì từ neru, neru là ngủ, là thì tương lai hoặc hiện tại. Tiếp theo là nenai, là không ngủ, là thể phủ định. Neta, quá khứ, là đã ngủ. Và neteru là thì hiện tại tiếp diễn, nghĩa là đang ngủ. Tiếp theo, chữ hiragana còn có tác dụng để viết trợ từ, phó từ, liên từ và đuôi từ. Ngoài ra, chữ hiragana còn có tác dụng phiên âm chữ Hán để cho dễ đọc. Khi phiên âm chữ Hán thì chữ hiragana còn được gọi là chữ furigana. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu tại sao lại phải cần sử dụng chữ katakana nhé. Trước tiên, chữ katakana rất quan trọng bởi vì nó có tác dụng phiên âm chữ nước ngoài. Ví dụ như chữ computer, computer là phiên âm từ tiếng Anh là computer, có nghĩa là máy tính ạ. Tiếp theo là chữ America, America, chữ này là các bạn có thể biết ngay đó là phiên âm từ tiếng Anh là America, đúng không ạ? Là nước Mỹ. Tiếp theo là France, France là nước Pháp. Và ngoài ra chữ katakana còn có một tác dụng nữa là để nhấn mạnh. Ví dụ như ta có câu Kare wa sagishi desu. Câu này có nghĩa là anh ta là kẻ lừa đảo. Thì các bạn có thể thấy là chữ sagishi, sagishi ở giữa này có nghĩa là kẻ lừa đảo. Thì bình thường nó là chữ hiragana hoặc là chữ Hán, nó sẽ được biểu thị bằng chữ hiragana hoặc chữ Hán. Nhưng khi để nhấn mạnh thì người ta sẽ viết chữ sagishi là kẻ lừa đảo bằng chữ katakana để nhấn mạnh. Vâng, đó là các tác dụng của bảng chữ cứng, chữ katakana. Tiếp theo là chữ Hán ạ. Các bạn có thể hình dung hệ thống chữ Hán trong tiếng Nhật khá giống với hệ thống chữ Trung Quốc phồn thể, tuy nhiên chúng có cách đọc hoàn toàn khác chữ Trung Quốc. Đối với hai loại bảng chữ cái hiragana và bảng chữ cái katakana thì chúng ta chỉ cần học thuộc bảng chữ cái 46 chữ cái của nó là hoàn toàn có thể đọc được hai loại chữ này rồi. Tuy nhiên đối với chữ kanji thì hoàn toàn khác. Chữ kanji có hệ thống số lượng khá phong phú và ngay cả học sinh người Nhật cũng phải học từ bậc tiểu học lên đến bậc đại học về hệ thống chữ kanji này. Và người ta ước tính là trong tiếng Nhật có khoảng 1945 chữ kanji thông dụng. Vậy chữ Hán chữ kanji này có tác dụng như thế nào? Trước tiên, chữ Hán chữ kanji này có tác dụng là giúp chúng ta đọc các câu văn trong tiếng Nhật một cách dễ dàng hơn. Chúng ta cùng xem ví dụ sau đây nhé. Đối với câu văn này hoàn toàn được viết bằng chữ hiragana thì khi mà phiên âm sang chữ romaji, tức là chữ Latin thì nó sẽ được phiên âm như thế này. Niwa 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 todigaimasu. Rất là khó đúng không ạ? Tức là mình không biết là ngắt ở đâu và có rất nhiều từ giống nhau. Thế nhưng khi mà phiên âm sang chữ Hán thì chúng ta có thể nhìn thấy như thế này. Và với câu này thì chúng ta có thể hoàn toàn dễ dàng ngắt câu được. Ở nhìn vào đây chúng ta có thể nhìn thấy chữ Hán là niwa niwa. Niwa niwa là trong vườn.
và niwa tiếp theo là hai con, tiếp theo là niwatori là con gà và tiếp theo là gaimasu là có. Thì câu này chúng ta có thể đọc ngắt theo kiểu là niwa 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 niwatori gaimasu. Ngoài ra trong tiếng Nhật có rất nhiều từ đồng âm khác nghĩa, vì vậy chữ Hán còn có tác dụng là giúp chúng ta phân biệt rõ các từ đồng âm khác nghĩa này. Ví dụ chúng ta có từ hana. Hana nếu mà viết romaji thì chúng ta không thể biết nó là chữ gì được. Tuy nhiên khi mà viết sang chữ Hán thì chữ Hán đầu tiên hana này có nghĩa là hoa và chữ Hán tiếp theo hana có nghĩa là mũi. Hoặc là ví dụ như phiên âm là jishin thì có rất nhiều từ được phiên âm sang chữ romaji, chữ Latin là jishin, nhưng khi viết sang chữ Hán thì chúng ta có thể hiểu chữ jishin thứ nhất là bản thân, chữ thứ hai jishin là động đất, và chữ Hán tiếp theo là chữ jishin, tiếp theo là từ nghĩa là tự tin. Còn chữ romaji, chữ Latin thì có tác dụng như thế nào? Chắc không cần nói các bạn cũng có thể biết là chữ romaji được sử dụng nhằm tạo thuận lợi cho người nước ngoài học tiếng Nhật, tại vì nó phiên âm ra chữ Latin đúng không ạ? Thế nên là khi mà đọc thì chúng ta có thể dễ dàng đọc hơn. Ngoài ra chữ romaji, chữ Latin còn được viết trên các bảng biển, nơi công cộng, nhà ga, vân vân. Vâng, mình đã sự giới thiệu sơ qua về mục đích sử dụng của các loại chữ cái trong tiếng Nhật. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào bảng chữ cái thứ nhất, đó là bảng chữ cái hiragana nhé. Vâng, như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì bảng chữ cái hiragana là bảng chữ cái này ạ. Mình có để phiên âm chữ romaji, chữ Latin ngay bên cạnh của nó ạ. Và tiếp theo là bảng chữ cái katakana thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình để phiên âm chữ Latin ở ngay bên cạnh. Thì hai bảng chữ cái này đều có số lượng âm giống hệt nhau, gồm có 5 cột với 4-6 chữ cái. Và các bạn có thể nhìn thấy chữ phiên âm Latin ở đây thì cảm giác cách đọc nó cũng khá là giống nhau đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Các chữ trong bảng chữ cái hiragana và chữ katakana đều có cách phát âm giống hệt nhau nên các bạn không cần lo lắng quá. Vì vậy nếu các bạn học kỹ được bảng chữ cái hiragana rồi thì các bạn có thể hoàn toàn dễ dàng học bảng chữ cái katakana. Các bạn chỉ cần đọc thêm cái cách viết của nó thôi, còn cách phát âm thì hoàn toàn giống nhau. Sau đây chúng ta hãy cùng đi sâu vào bảng chữ cái hiragana, bảng chữ cái mềm nhé. Bảng chữ cái mềm như mình có giới thiệu lúc nãy là gồm có 5 nguyên âm. Vậy 5 nguyên âm đó là những nguyên âm nào? Nguyên âm thứ nhất là chữ a, a. Tiếp theo là chữ i, i. Tiếp theo là ư, ư. Tiếp theo là e, e. Và tiếp theo là o, o. Mình cùng dừng ở đây để phân tích các năm nguyên âm đầu tiên trong bảng chữ cái hiragana nhé. Trong bảng chữ cái này thì các bạn có thể thấy là chữ a và chữ i, hai chữ cái đầu được phiên âm giống trong tiếng Việt đúng không ạ? Và đọc cũng giống trong tiếng Việt. Tiếp theo là chữ ư. Chữ ư này được phiên âm giống tiếng Việt thì mình sẽ đọc là u. Nhưng các bạn lưu ý là chữ này đọc là ư, giống chữ ư trong tiếng Việt nhé. Tiếp theo là chữ số 4. Chữ số 4 thì phiên âm là giống chữ e trong tiếng Việt nhưng đọc gần giống với chữ e. Và chữ cuối cùng là chữ o. Chữ o này thì phiên âm là chữ o nhưng đọc là chữ o nhé. Tiếp theo là hàng ka. Hàng ka bao gồm phụ âm ka kết hợp với các nguyên âm a, i, ư, e, o. Như vậy mình sẽ có các âm sau là âm ka, ki, ku, ke, ko. Mình đọc lại nhé. Ka, ki, ku, ke, ko. Hàng này khá đơn giản thôi đúng không ạ? Rất là giống tiếng Việt nên là chúng ta dễ đọc thôi. Tiếp theo mình đi luôn hàng tiếp theo nhé. Hàng tiếp theo là chữ sc kết hợp với các nguyên âm, 5 nguyên âm lúc nãy mình có giới thiệu trong tiếng Nhật. Và nó sẽ ra hàng sa. Hàng sa bao gồm các chữ sa, sa, shi, shi, su, su, se, se và so, so. Mình đọc lại nhé. Sa, shi, su, se, so. Các bạn có nhận ra điểm khác biệt gì ở đây không ạ? Các bạn lưu ý giúp mình là chữ shi. Shi có phát âm mạnh hơn các chữ còn lại. Và cách phát âm thì các bạn lưu ý giúp mình để không giống với chữ si, tức là không ấm giống với các âm còn lại, thì mình sẽ khép hai răng lại và bật hơi ra. Shi, shi.
Ok không ạ? Tiếp theo mình sẽ đi hàng tiếp theo nhé. Hàng tiếp theo là hàng tạ. Gồm có các chữ tạ, chị, sự, tệ, tộ. Mình đọc lại nhé. Tạ, chị, sự, tệ, tộ. Trong hàng này các bạn lưu ý giúp mình hai chữ là chữ chị và chữ sự. Chữ này trong hàng là hàng tờ đúng không ạ? Hàng đầu tiên, chữ đầu tiên của mình là ta thì các bạn sẽ nghĩ nó là tờ kết hợp với các nguyên âm trong tiếng Nhật đúng không? Nhưng mà chữ này là lại đọc là chị, chị, không phải là ti mà là chi nhé. Tiếp theo là chữ sự, sự. Các bạn lưu ý giúp mình chữ này đọc khác với âm sự ở hàng trên. Chữ sự này sẽ đọc như thế nào? Chữ sự này thì mình tương tự như chữ chi một chút, tức là mình cũng khép hai răng lại và đặt lưỡi ở trên, ở đằng sau răng trên và phát âm bật hơi ra. Sự, sự. Vậy khi đọc chữ sự này để kiểm tra tốt nhất mình có đọc đúng hay chưa thì mình hãy để một tờ giấy ở trước mồm của mình và xem tờ giấy nó hơi rung rung một chút, tức là hơi nó có đi ra không thì sẽ là chính xác là mình đã đọc chữ sự rồi. Mình sẽ đọc lại chữ sự này nhé. Sự, sự. Mình đọc lại hàng ta một chút nhé. Tạ, chị, sự, tệ, tộ. Tiếp theo là hàng na. Hàng na là bao gồm âm n kết hợp với các nguyên âm trong tiếng Nhật. Mình sẽ có các âm là na, ni, nu, ne, no. Đọc lại nhé. Na, ni, nu, ne, no. Rất giống trong tiếng Việt đúng không ạ? Hàng này dễ rồi nên mình sẽ đi tiếp. Hàng tiếp theo là hàng hạ. Hàng hạ bao gồm các chữ là hạ, hị, phụ, hệ và hộ. Mình đọc lại nhé. Hạ, hị, phụ, hệ, hộ. Các bạn có để ý ở đây có từ nào khác nhất không ạ? Vâng, đó là âm phụ, phụ. Ở đây phiên âm là phụ nhưng mà thực ra là nó đọc giữa âm F và âm H. Các bạn đọc lại giúp mình nhé. Phụ, phụ. Tiếp theo là hàng ma. Hàng ma gồm các âm mạ, mị, mự, mẹ và mộ. Hàng này đơn giản rồi đúng không ạ? Rất giống tiếng Việt ạ. Mình đọc lại nhé. Mạ, mị, mự, mẹ, mộ. Tiếp theo, hàng tiếp theo là hàng khá đặc biệt. Hàng này chỉ có 3 chữ cái thôi. Là âm y dài kết hợp với 3 nguyên âm là âm a, âm ư và âm o. Sẽ ra các âm là ya, yu, yo. Mình đọc lại nhé. Ya, yu, yo. Các bạn lưu ý nhé, đây là chữ i a này, mình sẽ đọc hai chữ này liền với nhau để ra chữ ya, và chữ i, i, ư sẽ ra chữ yu, và chữ i o là yo, yo. Các bạn lưu ý giúp mình nhé, có rất nhiều bạn đọc chữ này ngay ban đầu vẫn sai, bị đọc thành âm ra như kiểu âm z ấy ạ. Ra, ju, zo là sai ạ. Mình đọc là ya, yu, yo. Hàng ra sẽ bao gồm các âm là ra, ri, ru, rê, rộ. Đọc lại nhé. Ra, ri, ru, rê, rộ. Các bạn có để ý không ạ? Ở đây phiên âm giống chữ r, r trong tiếng Việt của mình đúng không ạ? Nhưng mà chữ r trong tiếng Việt thì phải uốn lưỡi và cảm giác nó hơi rung lưỡi đúng không? Nhưng mà thực ra trong tiếng Nhật thì nó phiên âm là chữ r nhưng mà đọc khá giống chữ l của Việt Nam. Mình đọc lại chữ này nhé. Là, ri, ru, rê, rộ. Tiếp theo hàng cuối cùng trong tiếng Nhật gồm 3 chữ cái là chữ wa, o và n. Wa, o và n. Các bạn lưu ý giúp mình chữ o ở hàng cuối cùng này thường sẽ không được tham gia để cấu tạo nên một từ trong tiếng Nhật mà nó có tác dụng để làm trợ từ. Và chữ ưn thì ở cuối video này mình cũng sẽ nhắc đến cho các bạn về cách đọc của chữ ưn này. Chữ ưn này thì là một phụ âm và nó sẽ không đứng đầu một từ để cấu tạo nên từ. Các bạn lưu ý giúp mình nhé. Tiếp theo chúng ta hãy đi tìm hiểu về cách viết của 46 chữ cái này nhé. Vâng, cách viết trong tiếng Nhật rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ viết theo quy tắc là từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài, giữa trước hai bên sau. Vâng, và chữ đầu tiên là chữ A. Chữ A này sẽ gồm 3 nét. Nét đầu tiên là nét ngang,
Nét thứ hai là nét sổ thẳng. Và nét thứ ba là nét uốn cong như thế này ạ. Gồm ba nét. Chữ A trong từ Ashta. Ashta. Tiếp theo là chữ Y. Chữ Y gồm hai nét như thế này. Từ trái qua phải đúng không ạ? Chữ Y trong từ Isu. Isu. Tiếp theo là chữ Ư. Chữ Ư gồm hai nét. Và trong chữ Uchi. Uchi. Chữ E. Chữ E gồm hai nét trong chữ Eki. Eki. Chữ O. Chữ O cũng gồm ba nét là như thế này ạ. Các bạn có thể quan sát ở trên màn hình ạ. Chữ O trong từ Obake. Obake. Chữ Ka. Ka. Ka gồm ba nét trong từ Kasa. Kasa. Chữ Ki. Chữ Ki các bạn có thể viết thành bốn nét như trên màn hình như thế này. Ki. Hoặc là nét thứ ba và nét thứ tư các bạn có thể nối liền nhau. Nét thứ ba và nét thứ tư nối liền nhau thì các bạn thường thấy là không phải trong chữ viết mà là trong chữ in. Chữ in thì người ta sẽ viết nét thứ ba và nét thứ tư liền nhau. Chữ Ki trong từ Kirin. Kirin. Tiếp theo là chữ Cư. Chữ Cư này viết giống dấu nhỏ hơn đúng không ạ? Cư trong từ Kuma. Kuma. Kệ gồm ba nét trong từ Ketae. Ketae. Cộ. Chữ cộ hai nét trong Kotae. Kotae. Tiếp theo là chữ Sa. Sa gồm ba nét. Hoặc là tương tự như chữ Ki thì nét thứ hai và nét thứ ba các thể bạn cũng có thể viết liền nhau. Chữ Sa trong từ Sakana. Sakana. Các bạn có thấy từ Sakana không ạ? Chữ Sa trong từ Sakana thì nét thứ hai và nét thứ ba liền nhau đúng không ạ? Thì cái nét thứ hai và nét thứ ba thường được viết liền nhau khi nào? Thường là khi ở trong chữ in, chữ đánh máy ạ, thì người ta sẽ viết nét thứ hai và nét thứ ba liền nhau. Tiếp theo là chữ Shi, chỉ có một nét thôi, là Shio. Shio. Tiếp theo là chữ Sư. Sư. Sư trong Suika. Suika. Tiếp theo là Se. Se. Ba nét trong Sekai. Sekai. So. Chữ So gồm một nét trong Soto. Soto. Chữ Ta. Chữ Ta gồm bốn nét trong Tanoshi. Tanoshi. Chữ Chi. Chữ Chi trong Chikai. Chikai. Chữ Tsu. Chữ Tsu trong Tsuke. Tsuke. Tiếp theo là Tệ. Tệ. Riêng chữ này thôi cũng đã có nghĩa là tay rồi. Tệ. Tiếp theo chữ Tô. Chữ Tô có hai nét trong Tokei. 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 Chữ Na. Chữ Na trong Namae. Namae. Chữ Ni. Chữ Ni trong Nikku. Nikku. Chữ Nu. Nu trong Numa. Numa. Mình để cách viết ngay bên cạnh này, các bạn có thể tham khảo cách viết bên cạnh này nhé. Tiếp theo là chữ Nẹ. Chữ Nẹ trong Nikko. Nikko. No. No trong Nomimono. Nomimono. Chữ Ha. Ha trong Hana. Hana là hoa. Chữ Hi. Chữ Hi trong Hiroi. Hiroi. Chữ Fu. Fu trong Fune. Fune. Chữ He. Chữ He trong Heya. Heya. Ho gồm bốn nét trong Hoshi. Hoshi. Chữ Ma. Ma trong Mai. Mai. Mi. Hai nét trong Mimi. Mimi. Chữ Mu gồm ba nét trong Mushi. Mushi. Tiếp theo là chữ Mẹ. Chữ Mẹ gồm hai nét trong Mẹ. Mẹ bản thân chữ này đã có nghĩa là mắt rồi ạ. Tiếp theo chữ Mộ. Mộ trong Momo. Momo. Chữ Ya. Ya. Hai nét ạ. Trong Yama.
Yama. Chữ U. Chữ U trong Yuki. Yuki. Chữ Yo trong Yoru. Yoru. Tiếp theo là hàng ra. Chữ đầu tiên của hàng ra là chữ Ra. Ra gồm hai nét trong Lion. Lion. Tiếp theo là chữ Li. Chữ Li trong Lis. Lis. Tiếp theo là chữ R. R trong Rus. Rus. Chữ Re hai nét trong Len Ai. Len Ai. Chữ Rộ một nét trong Rok. Rok. Tiếp theo chữ Wa. Chữ Wa gồm hai nét trong Wakai. Wakai. Tiếp theo là chữ O. Chữ O gồm có ba nét. Và chữ O này thì chữ O này được dùng làm trợ từ ạ. Và đôi khi các bạn có thể thấy là nó hơi đọc được cao hơn một chút để nhấn mạnh trợ từ là O. O như kiểu thêm dấu sắc vào vậy ạ. Tiếp theo là chữ N. Trong từ Tenki. Tenki. Như vậy mình đã giới thiệu với các bạn về cách viết của 46 chữ cái trong bảng chữ cái Hiragana rồi. Và để tập viết bảng chữ cái này thì chúng ta hãy cùng download file bên dưới, in ra và viết nhé. Còn một cách nữa để nhớ được cách viết của các chữ cái trong bảng chữ cái thì mình thấy học sinh của mình thường viết trong tưởng tượng. Ví dụ như chữ A thì mình sẽ đưa tay lên, nhắm mắt lại, đưa tay lên và viết theo các nét là chữ A, bao gồm là chữ dấu gạch ngang đúng không ạ? A, dấu sổ thẳng và một dấu cong nữa. Thường là viết trong tưởng tượng thì người ta sẽ nhớ lâu hơn, mình cảm giác như vậy. Và các bạn có thể tham khảo cách học này nhé. Bảng chữ cái Hiragana thì không dừng ở đó đâu ạ. Bảng chữ cái Hiragana thì còn bao gồm là âm đục và âm ghép nữa. Những chữ 46 chữ cái vừa nãy mình giới thiệu chỉ là 46 chữ cái cơ bản, và nó sẽ được thêm một vài chi tiết nhỏ nữa để tạo ra âm đục và âm ghép. Về âm đục và âm ghép trong tiếng Nhật sẽ được tạo ra như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên về âm đục, để tạo ra âm đục người ta thường thêm dấu tên là hai dấu phẩy hoặc dấu maru là dấu tròn vào phía trên bên phải của chữ cái. Và trong 46 chữ cái trong bảng chữ cái thì chỉ có 4 hàng được thêm một trong hai dấu này thôi, đó là các hàng ka, hàng sa, hàng ta và hàng hạ. Vậy từng hàng được thêm dấu như thế nào và cách đọc ra sao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên là hàng ka. Hàng ka sẽ thêm dấu tên là hai dấu phẩy vào phía bên trên bên phải của chữ cái để tạo ra hàng ka. Chữ ka sẽ biến thành chữ g. Ví dụ chữ ka thì sẽ thành ga. Tiếp theo là gi. Tiếp theo là g. Chữ tiếp theo là ge. Go. Tiếp theo hàng sa. Hàng sa khi thêm hai dấu tên vào sẽ biến thành hàng dạ. Sẽ đọc là dạ, chi, dự, dệ và dộ. Các bạn lưu ý giúp mình, chữ mình có in đỏ chữ chi ở đây, nó có phiên âm khác với các chữ còn lại đúng không ạ? Các chữ phận còn lại được phiên âm là z, nhưng mà chữ này được phiên âm là chi. Và cách đọc của chữ G này sẽ khác các chữ còn lại, là chữ G sẽ được đọc mạnh hơn các chữ còn lại ạ. G, mình đọc lại hàng này nhé. Dạ, G, D, D, Dộ. Tiếp theo là hàng ta. Hàng ta khi thêm tên vào thì nó sẽ biến thành hàng đạ. Mình sẽ có các âm là đạ, G, D, Đệ và độ. Mình đọc lại nhé. Đạ, di, dự, đệ, độ. Các bạn lưu ý lại hai chữ màu đỏ được in đậm ở đây là chữ di. Nó sẽ không đọc là đi mà đọc là di. Và một chữ nữa là chữ dự, dự. Nó không đọc là đư nha các bạn nhé. Tiếp theo là hàng ha. Hàng ha khi thêm tên vào thì sẽ bị biến thành hàng ba. Mình sẽ có âm là ba, bi, bự, bệ và bộ. Đọc lại nhé. Ba, bi, bự, bệ, bộ. Trong tiếng Nhật đối với âm đục thì chỉ có duy nhất hàng ha này sẽ được thêm dấu ma đự là dấu tròn để tạo ra hàng pa.
mình sẽ có các âm là pa, pi, pu, pe và po. Như vậy, trong ngoài 46 chữ cái trong bảng chữ cái cơ bản của tiếng Nhật thì chúng ta còn thêm 5 hàng âm đục nữa đúng không ạ? Vâng, hàm âm đục khá đơn giản rồi. Tiếp theo chúng ta đi vào âm ghép nhé. Khi mà nghe đến từ âm ghép thì các bạn sẽ tưởng tượng ra như thế nào ạ? Đúng rồi ạ, tức là thường là sẽ hai âm ghép lại thành một âm đúng không ạ? Và cách viết của cách tạo âm ghép, cách viết của âm ghép như thế nào chúng ta sẽ đi tìm hiểu sau đây nhé. Đầu tiên là về cách viết. Cách viết thì là sẽ gồm các chữ trong cột y. Sẽ viết to lên các chữ trong cột y gồm các chữ nào ạ? Đúng rồi ạ. Là các chữ ki, gi, shi, ji, chi, ni, hi, bi, pi, mi và li đúng không ạ? Các chữ này sẽ được viết to lên cộng với ba bán nguyên âm của hàng ya, yu và yo. Các chữ bán nguyên âm ya, yu, yo này sẽ được viết nhỏ bằng 1/2 và viết ngay bên cạnh các chữ thuộc cột i. Chúng ta sẽ cùng xem ví dụ sau đây nhé. Mình sẽ có hai chữ này. Các bạn nghĩ là nếu là âm ghép thì chữ nào đúng ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Chữ màu đỏ ngay bên này đúng không ạ? Chữ màu đỏ là chữ đúng, còn chữ màu tím không phải là âm ghép mà là chữ, hai chữ cái hiragana viết với nhau thôi đấy ạ. Và chữ màu đỏ sẽ là âm ghép nên nó sẽ đọc thành một âm là âm kẹ. Còn chữ màu tím không phải âm ghép, vì vậy nó sẽ được đọc thành hai chữ riêng biệt là kia, kia, kia. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách đọc các cách đọc các âm ghép. Về cơ bản thì nó đơn giản thôi ạ. Thường là mình sẽ lấy phụ âm của cột y cộng với các âm ya, yu, yo thì sẽ ra cách đọc của các âm đó. Trừ các chữ si, ji, chi thì có cách đọc hơi khác một chút thì mình sẽ giới thiệu sau. Sau đây mình sẽ đọc các âm có chữ màu xanh kết hợp với chữ ya, yu, yo để ra âm ghép nhé. Đầu tiên là chữ ki kết hợp với ya, yu, yo thì mình sẽ ra các chữ là kẹo, kẹo. Lấy âm đầu tiên của chữ ki là chữ ka đúng không ạ? Cộng với các ya thì sẽ ra kẹo. Âm đầu tiên của chữ ki là ka, ka cộng yu thì ra kyu, ka cộng yo thì ra kyo, kyo. Tiếp theo chữ ghi thì mình sẽ có các âm là gya, kyu, yo, gya, kyu, yo. Tiếp theo là chữ ni kết hợp với các âm kia thì mình sẽ ra chữ nhạ, nhu, nhọ, nhạ, nhu, nhọ, rất dễ đúng không ạ? Tiếp theo là chữ hi sẽ ra hẹo, hiu, hiệu, hẹo, hiu, hiệu, hẹo, hiu, hiệu, hẹo, hiu, hiệu. Tiếp theo là bi, bi sẽ ra bẹo, biu, biểu, bẹo, biu, biểu, bẹo, biu, biểu. Tiếp theo là bi, bi sẽ ra bẹo, biu, biểu, bẹ, biu, biểu. Tiếp theo là mi, mi sẽ ra âm mẹ, miu, miểu, mẹ, miu, miểu. Tiếp theo là đi, đi sẽ ra âm rẹ, riu, điệu, rẹ, riu, điệu. Rất đơn giản thôi đúng không ạ? Rẹ, riu, điệu. Vâng, đấy là những chữ cơ bản và cách ghép cơ bản nhất là mình sẽ lấy các phụ âm của cột y cộng với các âm ya, yu, yo thì mình sẽ ra cách đọc như vậy. Vậy tiếp theo là các chữ màu đỏ si, ji, chi khi kết hợp với ya, yu, yo thì mình sẽ ra cách đọc như thế nào? Cái này thì thường là nó sẽ bị biến mất âm y dài và nó sẽ cộng trực tiếp giữa phụ âm của chữ si, ji và chi cộng với âm a, yu, yo ở ngay sau thôi ạ, và bị biến mất chữ y ạ, được bỏ chữ y. Mình sẽ ra ví dụ những chữ si thì mình sẽ có cộng ya thành sha, shu, sho. Đọc lại nhé, sha, shu, sho. Bạn nhìn phiên âm ở đây thì có thể thấy luôn là nó bị mất luôn chữ y dài rồi đúng không ạ? Vì vậy mình sẽ đọc là sha, shu, sho, sha, shu, sho. Các bạn lưu ý giúp mình từ sha và từ sho ở đây sẽ đọc mạnh để phân biệt được với âm sa là chữ cái cơ bản trong bảng chữ cái hiragana đúng không ạ? Và âm sộ, sộ sẽ đọc mạnh hơn âm sộ để phân biệt với âm sộ trong bảng chữ cái cơ bản của hiragana. Tiếp theo là âm ja, ja, ju,
jo. Mình đọc lại nhé. Âm này đọc khá là mạnh ạ. Ja, ju, jo. Khi đọc âm này thì thường là mình sẽ phải cong lưỡi lên. Ja, ju, jo. Các bạn cong lưỡi lên và đọc mạnh để phân biệt với âm ja và âm jo nhé. Tiếp theo là chi cộng ya yu yo thì sẽ ra âm cha, chu, cho, cha, chu, cho. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã học được 46 chữ cái trong bảng chữ cái Hiragana, âm đục và âm ghép của chữ cái này rồi đúng không ạ? Không biết là các bạn đã còn nhớ chưa? Và để giải lao một chút thì chúng ta hãy cùng làm bài luyện tập này để xem là mình nhớ được bao nhiêu rồi nhé. Đầu tiên mình sẽ cho các chữ trong màn hình và các bạn hãy comment đáp án của mình vào bên dưới thử xem là các bạn có nhớ được đúng chính xác các cách đọc của nó không nhé. Vâng, đầu tiên là chữ này ạ. Chữ này chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Chữ này đọc là hiểu, hiểu. Tiếp theo là chữ này. Chữ này sẽ đọc là gì ạ? Chữ này sẽ đọc là biểu, biểu. Vâng, tiếp theo chữ này sẽ đọc là gì nhỉ? Chữ này khác chữ bên cạnh một chút đúng không ạ? Chữ này là không phải thêm tên mà đem ma đự vào. Và hàng đầu duy nhất trong bảng chữ cái mà đừng thêm ma đự là hàng gì ạ? Hàng ha. Hàng ha hay còn gọi là hàng hát. Hàng hát thêm ma đự vào sẽ thành hàng p đúng không ạ? Và chữ này sẽ đọc là piu, piu. Tiếp theo chữ này. Chữ này sẽ đọc là gì nhỉ? Chữ này đọc là miu, miu. Chữ này ạ? Chữ này chúng ta sẽ đọc là liu, liu. Tiếp theo, chữ tiếp theo khá đơn giản đúng không ạ? Chữ này đọc là kẹo, kẹo. Chữ này đọc là gì ạ? Chữ này là âm đục của âm kẹo đúng không ạ? Thì sẽ là gẹo, gẹo. Chữ này ạ? Chữ này đọc là chữ ni và chữ ya nhỏ sẽ là âm ghép là nhẹ, nhẹ. Tiếp theo, chữ hi và chữ ya nhỏ sẽ đọc là gì nhỉ? Người ạ? Chữ này sẽ đọc là hẹo, hẹo. Chữ này đọc là gì nhỉ? Chữ này là chữ hẹo thêm tên vào hàng hát sẽ biến thành hàng bờ đúng không ạ? Và sẽ đọc là bèo, bèo. Tiếp theo chữ này ni và yu sẽ đọc là new, new. Tiếp theo chữ hi và yu sẽ đọc là hiu, hiu. Chữ tiếp theo ạ, chữ tiếp theo là âm đục của hiu là biu, biu. Và tiếp theo là piu, piu. Tiếp theo là miu, miu. Khá đơn giản đúng không ạ? Các bạn đã nhớ được chưa ạ? Vâng, vẫn chưa dừng lại ở đấy ạ. Cuối cùng, phần cuối cùng phát sinh trong bảng chữ cái Hiragana đó chính là trường âm và âm ghép. Vâng, đầu tiên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu trường âm nhé. Vậy trường âm là gì? Trường âm chính, trường là dài đúng không ạ? Âm là âm, vì vậy trường âm các bạn có thể hiểu ngay đó là âm dài đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Trường âm này sẽ là các âm kéo dài của các nguyên âm A, I, Ư, E và O. Ví dụ như chúng ta có nguyên âm A có độ dài là một âm, một nguyên âm thì sẽ đọc ngắn thôi ạ, là A. Nhưng mà khi chúng ta có trường âm A thì mình sẽ có độ dài nguyên âm là hai nguyên âm và mình sẽ phải kéo dài ra tương đương với hai nguyên âm là A, A, trên là A và dưới là A. Được chưa ạ? Và trường âm thì các bạn lưu ý giúp mình, trong tiếng Việt thì mình nói dài một chút cũng không chắc là sẽ không thay đổi nghĩa của từ. Tuy nhiên ở trong tiếng Nhật, độ dài của các âm nó sẽ làm thay đổi nghĩa của từ. Vậy chúng ta cùng đi tìm hiểu cách tạo trường âm nhé. Đầu tiên là trường âm của âm A. Trường âm của âm A sẽ tạo ra bằng cách nào? Trường âm của âm A thì sẽ lấy những chữ cái cột A cộng với âm A sẽ ra trường âm của âm A. Chẳng hạn như chúng ta có ví dụ, chữ này là các bạn có thể, nếu mà các bạn chưa nhớ mặt chữ thì các bạn có thể nhìn phiên âm ạ. Phiên âm của nó chỉ là chữ ô, ba và sẵn đúng không ạ? Và chữ này có nghĩa là đọc là ô ba sẵn, ô ba sẵn. Ô ba sẵn có nghĩa là cộ, âm này là một ngắn ạ, một âm ạ. Tiếp theo trường âm của ba sẵn là chữ này ạ, ô ba a sẵn sẽ đọc là ô ba sẵn, ô ba sẵn. Có nghĩa là bà kéo dài ra. Các bạn có thấy không ạ? Tức là chỉ cần một âm A thêm vào và nó kéo dài ra thì mình sẽ đã thay đổi nghĩa của từ, một cái là cô, đúng không ạ? Còn một cái lại là bà rồi.
Tiếp theo trường âm của nguyên âm y. Trường âm của nguyên âm y thì sẽ gồm các chữ cột y cộng với âm y đằng sau thì sẽ ra trường âm, và trường âm thì mình chỉ cần đọc dài cái âm đấy ra thôi. Ví dụ như có từ này, oji-san là chú, nhưng mà khi thêm trường âm, có trường âm vào mình sẽ đọc là oji-san, oji-san, oji-san là ông ạ. Và tiếp theo trường âm của âm ư thì là những chữ của cột ư cộng với âm ư ở đằng sau sẽ ra trường âm của âm ư. Ví dụ như mình có từ yuki, yuki là tuyết, nhưng khi có trường âm là yuki, yuki là dũng cảm. Hai chữ hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Tiếp theo trường âm của âm e. Trường âm của âm e thì sẽ hơi khác so với trường âm của các chữ lúc nãy chúng ta đã học. Trường âm của âm e thì gồm hai chữ là chữ i và chữ e, tức là mình sẽ có cột, những chữ thuộc cột e cộng với chữ i hoặc chữ e sẽ ra trường âm của âm e. Ví dụ mình có ví dụ sau ạ. Ví dụ như từ này yume, yume nghĩa là giấc mơ, từ này không có trường âm đúng không ạ? Tiếp theo yume, yume, nếu mà nhìn phiên âm thì các bạn có thấy là chữ yu, u, me, y đúng không ạ? Nhưng mà tại vì trường âm của âm e là âm y, thế nên mình sẽ không đọc là yume, yume, mà mình sẽ đọc là yume, yume, kéo dài chữ e ra, yume, yume có nghĩa là nổi tiếng ạ. Tiếp theo mình sẽ có từ onesan, onesan, kéo dài chữ ne ra, onesan, onesan là chị gái. Tiếp theo trường âm của cột cuối cùng, cột ô. Trường âm của cột ô cũng gồm hai chữ, đó là chữ ư và chữ ô. Mình sẽ có chữ ư và chữ ô cộng đằng sau cột ô thì ra trường âm của âm ô. Chẳng hạn như mình có ví dụ sau, ví dụ toru, toru, toru này không có trường âm đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có nghĩa là lấy. Và trường âm nữa là toru, toru, toru này kéo dài chữ tô ra thì có nghĩa là đi qua, nghĩa hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Và tiếp theo là koko, koko không có trường âm là nghĩa là ở đây, nhưng mà khi thêm trường âm vào thì sẽ là koko, koko là trường cấp 3. Tiếp theo chúng ta hãy cùng chuyển sang phần âm ngắt nhé. Âm ngắt là âm như thế nào? Âm ngắt là khi phát âm và cái độ ngắt này bằng một đơn vị âm. Âm ngắt này còn tác dụng làm thay đổi nghĩa của từ. Vậy âm ngắt có ký hiệu là gì? Âm ngắt có ký hiệu bằng chữ chữ nhỏ. Chữ chữ nhỏ này ạ. Chữ chữ nhỏ này thì được viết bằng 1/2 chữ chữ thông thường. Và âm ngắt này ở trong bảng chữ cái Hiragana thì được đứng trước 4 hàng, đó là hàng hàng sa, hàng ka, hàng ta và hàng pa. Còn trong hệ chữ Latin thì âm ngắt được thể hiện bằng cách gấp đôi phụ âm đằng sau nó. Ví dụ các bạn có thể xem từ này, chữ đầu tiên là chữ ni và chữ đằng sau chữ chữ nhỏ là chữ ki đúng không ạ? Chữ ki có phụ âm là ka và i thì tức là nó đứng trước chữ chữ nhỏ thì nó sẽ phát, khi mà phiên âm nó sẽ gấp đôi chữ ka thì sẽ hai chữ ka đúng không ạ? Ni ka ka i và sẽ đọc là niki, niki. Tiếp theo chữ này ạ, chữ này các bạn cũng thấy đúng không ạ? Sau chữ chữ nhỏ là chữ ko là ca đúng không ạ? Và gấp đôi nó lên ạ. Mình sẽ có từ gakko, gakko. Tiếp theo là otto, otto. Tiếp theo là chữ này sẽ đọc là gì ạ? Vâng, chữ này sẽ đọc là hapyo, hapyo. Vâng, khi mà tạo ra âm ngắt đối với các bốn hàng lúc nãy mình vừa giới thiệu thì nó sẽ ra bảng chữ bảng như thế này ạ. Nó sẽ gấp đôi các phụ âm lên đúng không ạ? Chúng mình cùng đọc một vài từ xem mình có đọc được âm ngắt không nhé. Đầu tiên là từ này mình sẽ đọc là gì ạ? Vâng, từ này sẽ đọc là kite, kite. Từ này đọc là gì ạ? Từ này đọc là kekkon, kekkon. Tiếp theo nhé, từ này đọc gì ạ? Khá đơn giản đúng không ạ? Từ này đọc là jashi, jashi. Được chưa ạ? Vâng, phần cuối cùng mình như lúc nãy mình có nói là mình sẽ giới thiệu ở cuối video, đó là cách phát âm của từ ân. Từ ân này khi phiên âm ra trong chữ cái Latin thì mình chỉ phiên âm bằng chữ N thôi.
Tuy nhiên khi mà đọc thì nó sẽ có cách phát âm khác nhau tùy theo cái chữ đi cùng của nó. Nó sẽ được đọc là n, ng hay m. Vậy khi nào nó sẽ đọc được n, khi nào nó được đọc là ng và khi nào nó sẽ được đọc là m? Vâng, đầu tiên, khi nào nó được đọc là m? Khi mà nó đứng trước các phụ âm môi môi. Phụ âm môi môi là gì ạ? Phụ âm môi môi là khi phát âm mình sẽ phải dùng hai môi để phát âm, gồm có các phụ âm là b, m và p. Chẳng hạn như từ này ạ, từ này sẽ đọc là gì ạ? Từ này đứng trước âm ân là âm b đúng không ạ? Thì là âm b, mình sẽ đọc là sim bừng, sim bừng. Mình chỉ phiên âm ở đây là sim bừng để cho các bạn dễ hiểu, dễ hình dung thôi nhá. Thế nhưng mà khi mà phiên âm sang chữ romanji ấy, thì các bạn không được phiên âm là chữ m và chữ ng, mà các bạn chỉ cần phiên âm là chữ hai chữ n thôi nhá. Tiếp theo là chữ sampo, sampo. Tiếp theo chữ này đọc là gì ạ? Chữ này đứng sau chữ ân là chữ p, chữ p đúng không ạ? Thế nên chúng ta sẽ đọc là empitz, empitz. Tiếp theo chữ này đọc là bâm mê, bâm mê. Ở đây chúng ta có cả trường âm của mê đúng không ạ? Bâm mê, bâm mê. Hai, mình đã giới thiệu xong khi nào nó đọc là âm m rồi. Tiếp theo, vậy khi nào nó đọc là âm ng? Chữ ân này được đọc là âm ng khi nó đứng trước các phụ âm k, g hoặc đứng cuối cùng từ. Ví dụ từ này, từ này, trong từ này âm ân sẽ đứng trước từ ga, ga là âm g đúng không ạ? Thì nó sẽ đọc là căng gầy, căng gầy. Tiếp theo từ này, ginkgo, ginkgo. Từ tiếp theo ạ, từ tiếp theo là nó đọc cứng cuối từ đúng không ạ? Từ cuối từ nó sẽ đọc là chain, chain. Và cuối cùng là âm ân được đọc là âm n trong các trường hợp còn lại, trừ các trường hợp đọc là âm m và âm ng mình vừa giới thiệu lúc nãy. Chẳng hạn như chúng ta có từ này sẽ đọc là gì ạ? Từ này đọc âm n đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ đọc là onna, onna. Tiếp theo từ này đọc là gì ạ? Undo, undo. Tiếp theo ạ, từ này đọc là gì ạ? Vâng, rất tốt ạ, từ này đọc là ante, ante. Có cả trường âm của m đúng không ạ? Ante, không đọc là ante nhé, ante. Từ này đọc là gì ạ? Từ này đọc là minna, minna. Giáo trình chúng ta đang sử dụng cũng có từ minna này đúng không ạ? Minna no nihongo, minna này có nghĩa là mọi người ạ, minna. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về các loại chữ cái trong tiếng Nhật cũng như là giới thiệu chi tiết về bảng chữ cái Hiragana rồi. Các bạn thấy thế nào ạ? Không biết là có khó không ạ? Vâng, mới đầu thì chắc là nó hơi nhiều kiến thức để học nên có thể là rất là khó. Và nếu có gì không hiểu thì các bạn có thể comment bên dưới, chúng mình sẽ trả lời cho các bạn về các thắc mắc cũng như các câu hỏi mà các bạn đặt ra cho chúng mình nhé. Để ủng hộ các thành viên của Azisai có thêm động lực hơn nữa làm các video khác thì các bạn hãy cũng đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.